Điều gì xảy ra khi bôi Cleanseed MS mỗi ngày? Nhiều bạn cho rằng là cứ mụn ẩn, cứ lỗ chân lông to, cứ da đổ dầu là cứ Cleanseed MS ngày nào cũng bôi là nó đỡ, là nó cải thiện. Wow. Và nhiều bạn là khi mụn ổn định rồi thì muốn là bôi liên tục cái tip này để hạn chế mụn nó không quay trở lại. Thì thực hư chuyện đó như nào và nếu mà bôi nó mỗi ngày thì điều gì xảy ra? Bạn cùng xem hết video này và phần cuối sẽ là một điều bật mí hay nhất. Thứ nhất đó là khi các bạn mới bắt đầu bôi, khi mới bắt đầu dùng Cleanseed MS, da thường dễ bị khô một chút do hiện tượng là mất nước. Bởi vì bất cứ sản phẩm nào là lạc trị thì sẽ có hiện tượng là hút nước và làm cho da mất nước trong giai đoạn đầu tiên, nên sờ nó hơi sần sần. Và thứ hai là Cleanseed MS, cơ chế của nó là bạt sừng bong vẩy, tức là nếu có cái điểm mụn trên da hoặc là da nó hơi dày lên một xíu, nó sẽ bạt ra nên sẽ có hiện tượng là khô da giả tạo. Nên tóm lại, trong khoảng một tháng đầu tiên da sẽ thường hơi khô một chút, hơi dày sừng hoặc thậm chí là đầy mụn. Nhưng chúng ta có thể bôi dưỡng ẩm nhưng nó cũng không thể hết hoàn toàn, nó chỉ là đỡ hơn thôi. Có một vài trường hợp may mắn hơn thì mình không bị, thì chúc mừng các bạn thuộc nhóm tốt. Sau khi qua được một tháng, hai tháng, ban đầu các bạn có thể bôi là một tuần hai lần hoặc là một tuần ba lần, rồi sau 2 tháng, 3 tháng mình có thể tăng lên liên tục và bôi hàng ngày. Ủa, thế bôi hàng ngày thế mà đẹp da thì bao nhiêu sản phẩm khác thì dùng làm gì? Khi các bạn bôi liên tục hàng ngày, mình chỉ nên duy trì là khoảng một thời gian thôi, khoảng vài tháng, 3 tháng, 6 tháng. Sau đó thì nên quay trở lại là khoảng bôi cách ngày, tức là cách ngày một lần. Bởi vì khi mà mụn đỡ rồi thì bôi tiếp hay không? Mụn đỡ rồi, mình duy trì mình cũng chỉ nên cách ngày thôi. Vì nếu mà bôi liên tục như thế, da có một hiện tượng đó là nó bị nhờn hóa và quen. Nên những bạn nào đang dùng Cleanseed MS một thời gian hay là mình bôi liên tục hàng ngày, mình duy trì mà thấy mụn nó lại cứ lúc lên lúc xuống thì comment xuống bên dưới bác sĩ sẽ giải đáp cho bạn. Nhưng tóm lại thì khi đỡ rồi thì thêm cho bác sĩ có gì, làm sạch đúng cách, có tẩy trang này, sữa rửa mặt thì phải chọn cho da dịu nhẹ nhá, đừng chọn loại cho da dầu và quá dầu thì nó rất là khô da. Thứ hai là hãy có thêm dưỡng ẩm, cấp ẩm và đặc biệt là để cho da mình có một cái phản xạ tự nhiên, và ăn uống khoa học, hạn chế ăn mì tôm, đồ cay nóng, dầu mỡ và đi ngủ sớm nữa là key word quan trọng nhất mới giúp cho da mình đẹp được. Điều gì xảy ra khi mà thoa Cleanseed C mỗi khi nổi mụn? Cleanseed C được coi là thần dược của nhiều chị em, lúc có mụn viêm là rỉ tay nhau lấy cái này chấm lên mặt cho nó xẹp. Thực sự bôi nó mỗi ngày, mỗi khi có mụn viêm lên thì nó tốt hay không thì cùng tìm hiểu qua xíu trong video này nhé. Và phần cuối sẽ là một mẹo dùng để hiệu quả nhất với các bạn. Trường hợp 1 đó là mụn sẽ xẹp và bong còi, chỉ thường xảy ra khi mụn là các tổn thương mủ hay là cái sưng cục không quá lớn, những cái sẩn hơi viêm nhẹ thì nó sẽ xẹp rất nhanh. Bởi vì cơ chế của Cleanseed C là sẽ có hai thành phần, một cái kháng sinh là clindamycin và cái alpaline là retinoid thế hệ 3, thì nó sẽ giúp cho cái cồi mụn nó khô. Tuy nhiên thì những cái trường hợp mụn nó sưng cục lớn, sờ nó đau thì cái đó mà các bạn bôi thì nó không đỡ. Vì trường đó có thể do các vi khuẩn kỵ khí thì có thể dùng những cái loại như benzoyl peroxide hay BPO thì nó mới hiệu quả. Đấy là lý do tại sao có những trường hợp mà mình bôi nó không đỡ. Tuy nhiên thường chỉ một vài lần đầu các bạn bôi sẽ nhạy, một thời gian sau bôi nó lại không nhạy nữa. Vì sao? Bởi vì da mình có hiện tượng là gì? Nó sẽ kháng thuốc. Tức là cái vi khuẩn trong mổ viêm nó sẽ mạnh mẽ lên, nó chiến đấu và lần sau nó lại quen thuộc với loại kháng sinh này rồi. Thì dẫn đến là sau khoảng 5 lần, 6 lần các bạn bôi nó không còn cải thiện nữa. Trường số 2 là các bạn bôi cả mặt. Hình dung xem bây giờ nếu mặt mình trên cái mặt các bạn có tầm 20-50 nốt thì mình bôi chấm kiểu gì? Chả nhẽ mình lấy cái tăm bông sau đó là mình chấm mặt thì bao giờ mới xong. Nên những trường hợp đó mình có thể bôi cả mặt, tức là mình bôi hết tất cả các vùng, tránh vùng mắt, vùng kẽ mũi thôi, thì nó sẽ giúp cho tổng thể các cái mụn viêm sưng nhỏ đó nó sẽ có cải thiện. Nên các bạn thường sợ là mình không dám bôi cả mặt, nhưng mụn li ti nhỏ thì có thể bôi đều. Tuy nhiên vì có kháng sinh nên thường cái loại này nếu các bạn chọn bôi cả mặt thì khi nào tổn thương viêm hết là chúng ta phải nên dừng luôn, thì lần sau mới đỡ bị kháng. Và trong quá trình xử lý mụn chúng ta nên có thêm các cái sản phẩm làm sạch, tẩy da chết định kỳ, và đặc biệt là chọn kem chống nắng để dưỡng ẩm, vì đây là nguyên nhân chính dẫn đến là mụn mình cứ nặng hơn. Bởi vì các bạn sợ rằng tôi thâm tôi phải dùng kem chống nắng, da bị khô ta phải dùng dưỡng ẩm, nhưng mà mình chọn hai cái loại đó lại chứa cái thành phần gây mụn và bị tắc cổ năng lông. Chính vì thế cách dùng đúng cách của Cleanseed C, thứ nhất là mụn sưng rải rác khắp mặt thì ta sẽ chấm điểm trong khoảng vài ngày, nếu mà sưng to hơn không đỡ thì mình chuyển sang loại khác. Thứ hai là lượng li ti cả mặt nhiều thì có thể bôi cả mặt, nhưng mà không nên bôi quá một tháng và đỡ là phải dùng luôn. Và thứ ba nữa là nên giữ phòng một tí ở nhà để phòng khi có mụn viêm hay mình đi chơi, mình đi du lịch có thì chúng ta lại chấm một vài cái là xong. Và đừng quên follow bác sĩ để xem thêm các mẹo dùng của bác sĩ.